Bạn hôm nay mình chia sẻ với bạn một chú yến phụng rất là đặc biệt, và mình đã cũng đã chia sẻ chú yến phụng này trên kênh YouTube rồi, mình yêu vẹt and pets rồi. Đây là một chú yến phụng đặc biệt, là ở vấn đề gì thì mời bạn xem nhé. Thứ nhất, đây là một chú yến phụng EU, các bạn thấy đấy, nhưng mà phía chân bên trái, ngón chân bên trái này, đấy, cái ngón không có móng ấy là nó bị con còn lớp bớt phía trên nhà mình kìa, phía đấy, phía góc đấy nó cắn khi mà nhốt chung thì là nó đã mất cái móng này đó. Đặc biệt, điều đặc biệt thứ nhất. Cái thứ hai, đó là một chú yến phụng có thể nói được. Chú yến phụng này nói được mấy từ rồi? Tí nữa mình sẽ cho một video ở màn hình kết thúc, các bạn có thể là thấy để các bạn biết rằng là một chú yến phụng có thể nói được là điều đặc biệt thứ hai. Còn cái thứ ba, đó là chú yến phụng này cũng đã ở với mình một thời gian rất lâu rồi, nhưng do không có chỗ nuôi nhốt cho nên mình chính thức nhượng chú vẹt này về cho một bạn ở Nghệ An. Và chú vẹt này đã ở với mình khoảng hơn 2 năm rồi, cộng với cái thời gian nó sinh nữa khoảng độ 2 năm rưỡi rồi đó, cho nên là về màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Và đây có thể là một thước phim cuối cùng của mình về những chú yến phụng này, còn trong thời gian sau không biết mình còn nuôi nữa không thì mình chưa biết được. Thì để cho các bạn có cái niềm đam mê và có động lực để các bạn dạy những chú yến phụng này. Và nhân video này mình cũng chia sẻ luôn về cái những chú yến phụng, cái thức ăn của nó là gì, thức ăn yêu thích của nó là gì. Tất nhiên rồi, thức ăn thông thường của nó vẫn là kê, thóc. Còn thức ăn yêu thích của nó là gì thì bây giờ mình sẽ cho vào để các bạn thấy nhé. Mình sẽ cho nó lên lồng. Đây là những cái chiếc cọng rau muống. Đó, cho nó ra ngoài, nó rất là hăng say ăn. Nói chung cũng rất là đẹp. Bạn nào khi có một chú yến phụng thuần như thế này mà có cái bàn trà gần cái cây cao cao một chút, uống trà dưới cái tán cây đó thì nhìn rất là thanh cảnh, rất là đẹp. Và để có một chú yến phụng mà thuần tự nhiên như thế này, dám ăn ở ngoài như này, thậm chí là khi mà chúng ta đưa cho những cái rau muống thế này mà nó dám ăn, có nghĩa là nó đã rất là thuần rồi. Nó rất là thuần rồi thì nó mới dám ăn, còn nếu không thì không, nó không dám ăn như này đâu. Tối hôm qua mình đã cho nó ăn một bữa rồi cho nên là nó cũng chưa 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 thèm. Thì đây là một chú yến phụng, bất kỳ loài yến phụng nào cũng vậy, rất là thích ăn rau muống. Chính vì vậy các bạn nên bổ sung rau muống thường xuyên cho những chú vẹt mà các bạn nuôi trong lồng để nó được bổ sung cái chất xơ. Thứ hai là nó sẽ có cái cái thức ăn mà nó rất là thích thường xuyên để nó có thể là thưởng thức. Và như các bạn biết là đặc biệt đối với cái loài yến phụng thì các bạn nuôi, các bạn cũng biết rồi, và những bạn mà chưa nuôi thì các bạn cũng nên biết là đặc biệt yến phụng này, cái loại rau mà nó thích nhất là rau muống. Chính vì vậy mà các bạn cũng thấy rằng là khi mà các bạn dùng rau muống như thế này để các bạn cho nó ăn thì đồng nghĩa với việc là thức ăn nó yêu thích, các bạn cũng có thể là dạy huấn luyện nó được, huấn luyện trò nó rất là tốt cho những chú vẹt. Chính vì vậy hôm nay mình chia sẻ video này, và các bạn cũng biết rằng là có thể đây là chú yến phụng cuối cùng trong kênh của mình, bởi vì mình không nuôi yến phụng nữa. Cho nên mình chia sẻ video này để các bạn, khi mà các bạn muốn nuôi một chú chim yến phụng, các bạn cũng biết rằng thức ăn yêu thích của nó là gì và các bạn nên huấn luyện chú vẹt bằng thức ăn nào. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là
Đối với những chú chim yến phụng là các bạn nếu từ nhỏ các bạn có thể dạy được nó nói. Tuy nhiên, giọng nói của nó không thể là rõ được bằng những chú chim lớn hơn, chú vẹt lớn hơn. Và ở cuối video này mình sẽ để ở màn hình kết thúc là chú chim yến phụng nói để các bạn có thể là thấy. Và các bạn thấy là và các bạn cũng sẽ, nếu như các bạn nuôi từ non thì các bạn nên dạy nói cho chúng để chúng cũng có thể nói được. Và đặc biệt hơn nữa là đối với những chú chim yến phụng này còn có giọng hót để các bạn thưởng thức khi mà các bạn ngồi nhâm nhi ly trà hoặc ly cà phê ở dưới một cái lùm cây hoặc ở một cái khu vực nhà các bạn yên tĩnh nhà các bạn, thì các bạn có thể thưởng thức được cái giọng hót của nó rất là hay, rất là đanh. Đó, đây là một chú chim yến phụng EU, cho nên các bạn nhìn thấy là cái lớp lông của nó rất là xù ở mắt này, và nó to hơn những chú chim yến phụng khác rất là nhiều. Chú chim yến phụng này mình đã từng đưa đi chơi ở quán trà rồi, chắc là các bạn cũng biết rồi, và đi cùng một chú vẹt lớp bớt đó, cho nên là các bạn thấy rằng là đây là một chú chim thật là tuyệt vời. Nếu như các bạn có một chú vẹt yến phụng như thế này thì quả là một điều kỳ diệu, các bạn thấy rất là tuyệt vời nhá. Đó. Đó, bây giờ mình cho nó ăn lại cái rau muống này để các bạn thấy. Nó rất là nghiền rau muống. Mỗi tuần các bạn cho ăn độ 3 lần, chia làm 2 ngày một lần để chú chim cũng đỡ chán. Cái thứ hai là nó cũng được bổ sung cái chất xơ cho cái quá trình tiêu hóa của chú vẹt. Bởi vì trong lòng thì những chú vẹt các bạn biết là đặc biệt là yến phụng, nó ị phân rất là cứng, rất là khô. Nó mà bám vào cái gì thì rất cứng, rất chắc. Cho nên là các bạn nên bổ sung rau muống vào để cho những chú chim này được tiêu hóa một cách tốt, đẹp hơn. Đó thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một cái loại thức ăn mà những chú vẹt yến phụng rất là thích, để các bạn biết, để các bạn bổ sung cho những chú vẹt yến phụng này, đặc biệt là các bạn dùng huấn luyện. Còn thức ăn chính của nó vẫn là những loại hạt, thóc và kê, các bạn trộn lẫn vào nhau, thỉnh thoảng cho một chút hướng dương nhỏ nữa để chú vẹt luôn luôn đủ chất nhé. Đó là thức ăn chính, còn đây là thức ăn bổ sung thôi. Đó. Cho nên là các bạn nắm được thức ăn của chim yến phụng nhé. Thì mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn theo dõi kênh Yêu Vẹt & Pets. Các bạn nhớ là ở cuối video này thì mình sẽ chia sẻ cái video nó nói nhé, để các bạn có động lực dạy một chú vẹt yến phụng nói và có sự quyết tâm hơn nhé. Ok, thanks for watching and goodbye.